Học viện Quản lý Singapore SIMG vừa thông báo sẽ trao học bổng các chương trình đào tạo dành cho ứng viên Việt Nam. Học viện sẽ trao 35 suất học bổng trị giá 100% học phí chương trình cử nhân năm 2016. Chương trình học bổng này dành cho các ứng viên có thành tích học tập xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động phong trào như văn nghệ, thể thao, lãnh đạo, v.v. Đồng thời, học viện còn cấp học bổng 100% học phí cho học sinh đăng ký học bậc cao đẳng các ngành nghề kế toán, tài chính ngân hàng, kinh doanh quốc tế, nghiên cứu quản lý. Học bổng cao đẳng này cũng sẽ dành cho ứng viên có thành tích học tập tốt, khả năng lãnh đạo tốt cũng như có thành tích hoạt động ngoại khóa văn nghệ thể thao. Thời hạn nộp hồ sơ từ nay đến ngày 30 tháng 6, những ứng viên trúng tuyển sẽ nhập học vào tháng 10 năm nay. SIMGE được thành lập bởi Tổng cục Phát triển Kinh tế Singapore vào năm 1964 nhằm nâng cao chất lượng quản lý kinh tế và nhân sự Singapore. Chi tiết về học bổng và điều kiện xét tuyển xem tại www.simge.edu.sg.